Bây giờ cái máy này đem vô không được nha anh em. Đem cái máy kia ra cũng cực lắm. Bây giờ cắt cái cửa luôn nha. Giờ là anh chặn, anh lấy vô đá thổi nó ra nha. Thổi xuống tới đâu ta? Xuống bằng cái máy luôn hả? Cái này là thẳng như này. Rồi. Rồi. Vậy. Rồi. Chơi đâu sẵn cắt cho nó tới luôn. Cắt gan không? Chơi. Cắt gan không? Gan thôi. Làm đi ông nội, ông tàu lao quá trời. Làm cơm gan. Đi chơi chơi. Đem cái máy ra nha anh em. Xác lại cái con kia lên. Nè, rồi, cậu lên đây. Nghiêng dữ hả? Thì bây giờ là 4 người với thêm mình nữa là 5 người, 5 người mới phụ tiếp cái máy này ra với cậu mấy kia vô nổi nha anh em. Chứ ít đem ra không nổi, tại cái cửa mùi này cắt con xuống có chút xíu à. Mình như vậy thôi, mình đem ra cực, hơi cực nha. Nè, cây giữa, nè cây giữa kìa. Rồi, nó lỡ cây giữa nó sức xuống cây cực chết. Nó là ăn cơ của mình. Né cái cây giữa ra nha. Tại vì nó hàng vậy chứ mình không biết nó xước lúc nào á. Cái kia tấn 7 này ngoài tấn 6 chứ đâu ít. Rồi. Rồi, 100 kg. Bây giờ cẩu lên nghe anh em, rút lên là lên lúc cái bầu rút nó mới ra được nha. Cái cửa cắt nhiêu đó là mà mình cũng chưa biết ra được hay là không đó, thì lên đại đi, tới đâu tính tới đó. Nó thấy cửa cũng chặt quá. Lên được tới cửa nghe anh em. Cũng vất vả. Quán lỗ nữa. Đó, thẳng luôn tư. Nó ra vô vất vả quá ha. Rồi, chắc đủ rồi đó. bốn cây ba lan luôn anh em. Ở trong hai cái, ngoài này hai cái nha. Đó, đang ra. Nghe rồi đó, ra được rồi đó. Quá chua ăn anh em ơi, cửa chặt quá. Làm cái then ngay đó là chặt dữ lắm, cắt cái then thì sợ nó tới hàng vô nó cực. Cửa chặt quá, khó ăn quá, hồi xưa phải làm cửa đồng rộng chút nữa ngon. Nếu mà cắt xuống cái then thì nó rộng nó ngon lắm, mà đều hàng vô nó cực, nó xấu nha anh em. Xấu lắm. Cái đầu ngoài không có gì chịu hết trơn nha. Được, móc rồi mình hạ xuống cái này nè.
Ra rồi còn phải vô nữa anh em, vô cái quá trình vất vả nữa nha. Cái máy kia nó thấy nó cao hơn cái máy này một chút xíu nha, thì phải gỡ cái trục bô với cái sân hàng gió ra nha. Còn cái này cũng gỡ trục bô sân hàng gió ra rồi nè, cái kia gỡ rồi mà nó thấy nó còn cao hơn cái này, cái bề ngang nó mập hơn chút xíu nha. Rồi, rồi, ok, ok, ok. Anh em xem clip nhớ đăng ký kênh, like cái ủng hộ cho ba Xí nha anh em. Thì bốn cái bá lan là cũng như mình treo lên giữa giữa lửng lửng hai cái đó anh em, rồi còn ở sau cc lại sau cc một cái nha, còn ở trước cái này để rút tới thì dạng như là nó nằm bốn cái máy này nằm trên cái bốn cái bá lan luôn, chứ còn nằm dưới cánh cửa là không có chịu, hầu như là nó không chịu lực gì luôn. Thì nằm trên bốn cái bá lan, cái trước này kéo là dời dời xả, lại kia là phải bốn người cầm bốn cái bồ rút rồi mình rút xả nhóm từ từ nó mới ra được. Hồi đó đúng ra là ta tính thay máy là ta phải cái cửa ta làm bắt ốc á. Chứ làm vậy thấy cực quá trời cực. Thôi. Giờ ra ngon lành ngọt ngào anh em, hạ xuống nữa là xong rồi, đem cái thằng này vô thì clip sau tiếp tục mình sẽ cho anh em coi gắn máy với cái thử cái ghe này chạy coi dữ không nha. Thì theo mình độ chắc cũng hơi dữ dữ nha anh em, tại vì cái này nó hơn cái kia gần cái trăm ngựa, hơn 90 ngựa lận. Thì anh em xem clip nhớ đăng ký kênh, like cái ủng hộ cho mình nha anh em. Dưới cái máy đây này.